Lò đốt chất thải rắn là một hạng mục quan trọng do Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học và Công nghệ Môi trường Việt Nam giữ bản quyền về công nghệ. Lò hoạt động hoàn toàn tự động, công suất 1.500 kg trên giờ với hai buồng đốt, nhiệt độ từ 800 đến 1.200 độ C, công suất tiêu thụ là 120 kW. Sau khi tất cả các cái phần đưa vào lò đốt, lò sơ cấp sẽ từ dạng rắn sẽ chuyển thành dạng khí, gọi là khí cháy, thì sẽ được đưa tự đi lên buồng phía trên, gọi là buồng thứ cấp, và tại đó thì nhiệt độ duy trì ở 1.050 đến 1.200 độ để coi như đốt hoàn toàn, gọi là thực hiện quá trình cháy hoàn toàn các chất mà độc hại. Lò được thiết kế theo nguyên tắc áp suất âm, hạn chế được khói thoát ra ngoài môi trường theo cửa nạp chất thải. Các tiêu chuẩn của lò đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Ngoài ra, lò còn có hệ thống dập lửa bằng dung dịch kiềm và hệ thống xử lý khí thải ra ngoài môi trường. Cái lò này, theo như tôi được biết thì là một cái lò được chủ đầu tư khá là quan tâm để đầu tư một cái hệ thống đốt hai cấp tự động hóa hoàn toàn, có hệ thống xử lý khí thải, mà theo suy nghĩ chủ quan của tôi, nếu hoạt động đúng quy trình thì sẽ đảm bảo cái tiêu chuẩn thải theo cái quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam. Chất thải được đưa vào lò phải qua hệ thống phân loại tự động dựa trên công nghệ của Đức, chủ yếu là chất thải không còn tái chế được. Với những loại rác thải thông thường, sau khi đốt, có thể không qua hệ thống lọc khí. Còn với những loại rác thải độc hại, rác thải y tế, bắt buộc phải thông qua hệ thống lọc khí khi đưa ra môi trường. Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn được xây dựng trên diện tích 18 hectare, bao gồm nhà máy phân loại rác, hệ thống xử lý nước thải độc hại, lò đốt và khu tái chế rác. Theo dự kiến, khi dự án hoàn thành sẽ thu gom xử lý rác thải độc hại của toàn khu vực miền Duyên Hải Nam Trung Bộ.